Bên đây có cái ống bơm nước 3 tấc 8 nè, dành cho máy từ 6 ngựa trở lên nha, bơm nước tốc độ rất là nhanh. Này đẩy nước trưởng lên cao gần 4-5 mét để lên gọn khơn nha anh em. Này dạng hai nòng nè, nòng trong nè, nòng trong nòng ngoài nè, ở đây này hai nòng nè, bơm rất là mạnh, nó có chuyên dịch đạp nước lên cho dành cho anh em chạy máy nước nha. Nếu là có này đạp lên chuyện lên máy luôn nè, bơm cũng khá mạnh anh em ơi. Ống này độ cao từ 4-5 mét bơm thẳng lên chắc cao mạnh lắm nha anh em. Từ mặt nước lên tới chỗ bơm lên khoảng 4-5 mét chẳng là bơm bình thường nha. Máy khoảng 6 ngựa cho lên. Cút xéo cút thẳng thì chạy cũng được, chuyện nhông hay không nhông thì chạy cũng được. Ống này là dành cho bơm nước ruộng rồi vô rất là nhanh, mau rẻ nữa, nguyên cục này có 1,5 triệu à. Dùng cho tất cả các máy luôn nha. Máy nào có dàn láp đuôi tôm thì xài được hết, xài chân dịch bình thường luôn. Này bơm rất là mạnh, hai nòng chỉ 1,5 triệu thôi. Ống bơm 3 tấc 8 bơm nước ruộng là siêu nhanh luôn bà con ơi. Nó rất tiết kiệm dầu. Còn ống đường lên nè, bà con muốn cao su hay là gì đó, mét có 10-20 ngàn, dẫn lên tới chỗ nào cũng dẫn được, dẫn lên được mấy chục mét luôn á, dẫn đường dài đi á. Này là 3 tấc 8 nha bà con, bơm nước rất là nhanh, có bánh lái hướng vòng nè nên bơm nước rất là chuẩn, lên rất là đi mạnh. Lái hướng vòng nè, làm dòng nước đi mạnh đều á, rất là dễ lắp ráp nha. Chẳng ai có máy đu tôm là được, thôi là có mấy cái motor mà gắn đạp nước có đu tôm rồi đó, anh gắn cho xài được, chỉ có 1,5 triệu thôi, tiết kiệm nhiên liệu lắm, tiết kiệm năng lượng nữa. Motor xài cũng được, motor mà có lắp trước đây xài cũng được nè. Này bơm dành máy đập thủy điện nè, bơm ghê lắm, hợp tác xã đồ bơm mấy này là ok luôn đó bà con. Này bơm ít nhất tốn nhiên liệu với tốn năng lượng, tiết kiệm điện lắm. Hai với 1,5 triệu thôi. Đây là dành cho máy nào chảy nước á, bỏ nước lên đây nhiệt. Nên là có nhu cầu alo nha, 0886356707.